Rồi con xin chào cô chú và cả nhà. Ngày mới con xin chúc cô chú cả nhà được sức khỏe. Cô chú coi ổ tiêu với gì bụi cô chú. Trời ơi, người thì ở cổng ở trên lưng, người thì dành được chơi. Nó cổ lết rồi, lết ơi. Ôi, anh lết kéo rồi, nằm nằm xuống chân lết kéo rồi. Hai thằng trâu nước cô chú. Này hai thằng trâu đen. Trâu đen chơi với trâu vàng. Hai ai kìa cô chú. Muốn đứng. Này lóc cây xuống này lóc cây ơi. Quên. Làm nhà xong bể chưa nhỏ chở luôn. Cái gì vậy? Kệ kệ lại chơi kìa. Lại chơi kìa. Á cào đau quá mọi người. Y chang sao á. Mẹ con mới tỉa lông lại sạch sẽ, tỉa cho cái mặt nó sáng sủa ra luôn chú. Hàng dập. Hàng dập. Đúng hàng dập luôn. Vô, vô. Đâu ạ? Kéo ngủ tiêu đi luôn. Đó, mấy bé nhà con chỉ có nhiêu đây nhưng mà rất là dễ thương chú ơi. À, kéo co ba kéo co lại cho cô chú vui cả ngày nữa đó. Coi sao nó cười dữ lắm cô chú. Chị bụi đi mũi hết rồi. Dì mũi. Dì mũi. Mũi ơi. Dì mũi mắc nết. Mắc nết đó. Dì mũi làm chuyện không thể ngờ. Dì mũi làm chuyện không thể ngờ kìa. Dì mũi lớn rồi mà dì mũi kỳ quá rồi. Can ten kìa. À, trời ơi mình trả gì mà lòi ra kìa. Thôi lộ rồi, sửa lại. Nè, sửa lại đi. Sửa lại miếng tả cho bé lớn đi chú. Tại vì bé lớn hư quá. Tái không có kiểm soát. Lòng ngoại hâm vui kìa. Cô chú ơi, con lòng ngoại dễ thương mà chú. Đi lắc lư mất cười quá. Đi giống như con kẹ. Sửa thì giống như đi giống như con kẹ. Trời ơi, nay tả chật luôn rồi đó rồi. Kỳ vậy, ông được lớn cái miệng thôi chứ ông đâu có ông nhẹ ký đúng không chú? Rớt nữa hả? Rớt ngoài vậy? Mập quá, nó mập á. Nó mập với lại nó chơi bạo lực quá. Long Hải nhưng nay đâu có bạo lực như nó đâu mà. Đâu có rớt. Này nó quơ quơ can tèn mấy cái mà người tả tuộn gặp gì muội cống chứ nó không tuộn nó ngủ. Muội à muội. Đó, làm tụ khách của em chứ. Bạn cứ lấy cái tay bà chị. Ui kỳ quá nha dì muội ơi. Dì muội kỳ quá à. Hãy hãy em hoài tuột tả miếng luôn á dì. Cô bà ly rồi bà chán. Bà ghê cô chú. Bà chạy theo bà gừ vậy đó. Không cho ai chơi vậy đó. Bà khó chịu bà ly ơi. Gặp mấy đứa này nữa chơi cứ ở đây không chơi cô chú. Cứ chỗ nó đang nằm mà cứ chạy lại chỗ bà ly không à. Cứ quơ cái mình vô mặt nó hỏi sao mà nó không chịu. Không có cho nó yên hỏi sao mà nó không la cho được. Chờ cho đã rồi uống nước. Uống nước đi rồi dọc nước nha. Uống nước đi rồi dọc nước nha. Nó chẹp luôn á. Long Hải vậy chứ. Long Hải khá chơi lúc kỳ á. Kỳ lúc kỳ chơi với anh kìa. Long Hải nè Long Hải. Chơi với kìa anh em chơi nhau rồi chứ dễ thương luôn như vậy. Lúc kỳ rất là thích chơi với Long Hải. Long Hải cũng vậy. Nhưng mà Long Hải không có thích sự bạo lực của Úc Tiêu. Thầy không biết cái nước tả của em ra. Lớt nó mập nữa. Lớt nó mập nữa mà gặp mùi đó nó hãy mấy cái tay nó chì xuống rụng hết tả ra. Còn cá sấu. Cá sấu đen. Cái mông cũng đã lắm cô chú. Cái mông thịt không ạ. Chơi này chơi hội đồng không biết phe nào ra phe nào hết trơn á chú ơi. Chơi cũng nhộn. Nè anh Long Hải với lúc kia cũng một phe nữa nè. Mấy đứa nhà con nó bắt cặp đủ kiểu hết đó cô chú. Nó ưng bắt cặp với cái này ưng bắt cặp với người khác vậy đó. Anh Long Hải làm gì vậy? Ủa dí theo này dí theo lúc kia chơi nữa nha. Ngọt hai cái chó nước kia. Ôi căng ten kìa mẹ. Căng ten kìa. Cái đít.
mốt mà ốc tiêu nó bự lên cho chú, hai đứa nó cắt nó giật khó gà luôn á, mới cân sức được cho chú ơi. À, con mũi 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 đâu có rồi cổng hả? À? Gì mũi biết đó. Kêu gì tỷ tỷ ơi à, tỷ ơi trời ơi bà canh ta hớ hên cái bà chụp à. Dì mụi kỳ quá nha, dì mụi nha. Vừa canh người ta hở sơ hở tí là lợi dụng người ta. Trời ơi trời. Hai này nó chơi đấu vật hay sao á con chú ơi. Hai này nó chơi đấu vật hay sao á. Nó kẹp kẹp lòi ra rồi kìa. Bé lết là vậy đó cô chú. Mỗi lần băng cho ảnh là tả anh ơi. Tả nơi hàng nơi không biết nói sao hàng nơi tả nơi hàng nơi trời nó làm bút tiêu ngồi nhảy không được gặp thằng chân ngon nữa hồi hai đứa nó chọn á chứ nó đập xuống nó giỡn kêu thịt mà nó kêu thịt 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 luôn á. Ôi ôi nhậm em nước miếng không mà lết ơi gọi gì mụi. Bịch cho lớn thì cũng như không cả nơi hẹn nơi điện nó đang đấu vật rồi chú, đang đấu vật nha. Hồi đang kịch tính quá trời luôn chú ơi, đang kịch tính anh kia anh mệt rồi nằm le lử anh nở rồi trời trời nằm xuống thấy nó nằm xuống cho người ta chơi, nằm xuống còn quay vòng tròn nó té người ta. Lớp nó khá chơi nha. Lớp nó biết cách chơi nữa, nó khá chơi rồi, nó biết cách chơi nữa. Nó biết chơi cho người kẹo cho người ta chơi với nó đó. Lớp nó biết cách chơi. Cầm rồi chơi là quơ quơ cho đứa khác chụp để cho con, còn không mà nằm xuống cho người ta gặm vậy á. Anh biết anh bự con, anh ngồi lên không ai chơi vậy nên anh phải nằm xuống anh cũng chiều người ta. Muốn đánh khôn được chỗ đó biết cách chơi cô chú. Tên ồ, giống như để cho tôi yên chứ. Tôi thiệt là mệt mỏi với mấy người. Bà già đi khó tính. Bé này nè con chú này. Còn tự nhiên đâu ra xuất hiện này cặp mới nữa. Trời ơi, chăm sóc nhau. Chú Kỳ nằm trên Long Hải Yến kìa. Trời ơi, thương yêu dữ vậy. Con này ai làm đây? Lớn nè. Lết có làm không? Ốc tiêu có làm không? Ba ông nào làm? Ba ông nào làm? Này tổ tổ chắc nó biết thủ phạm là ai nha cô chú nha. Mệt rồi đó cô chú. Tìm chứ mệt rồi mệt rồi cái gì đâu mệt rồi đúng không chị hai dẫn chương trình cho hai đứa cũng mệt luôn rồi đúng không kêu bà luôn rồi chú kêu bà luôn. Cúc tiêu khùng nhất, cúc tiêu dài ngậm bự nhất, ngậm mí cái hết của lúc kỳ không có chỗ ngậm luôn. Anh kia anh gồng rồi, anh gồng anh kéo rồi. Cái này nó nằm dài, anh làm cá sấu nó nằm dài. Long Hải muốn chơi chung hả con? Thương Long Hải quá à. Trời ơi, quà quyết đỏ hết rồi. Thương anh Long Hải lại chơi anh Long Hải kìa. Anh Long Hải buồn kìa, anh Long Hải muốn chơi với con mà con không chơi với anh Long Hải gì hết trời. Bốn đứa. Hai phi à. Lê ơi, cái già cào đau quá, đau. Dì muội ơi, muội đâu rồi? Dì muội đâu? Sao nãy giờ không thấy dì muội nữa vậy? Hai già. Nó ốc tiêu nó chơi đã nó mệt rồi giờ mấy bé giải tán của chú mệt quá rồi cửa hết nổi rồi
Thôi, con cũng xin khép video clip tại đây. Con cảm ơn cô chú cả nhà đã luôn yêu thương các bé và ủng hộ cho con. Cô chú và cả nhà đừng quên bấm nút like, đăng ký để ủng hộ cho con và các bé nha cô chú.